Lou Austin, cha đẻ băng cassette qua đời ở tuổi 94. Ông Lou Austin, cựu kỹ sư hãng điện tử Philips, người phát minh ra băng cassette đã qua đời. Ngày 11 tháng 3, theo Guardian, Austin qua đời tại nhà riêng ở ngôi làng Duisel hồi cuối tuần trước. Kỹ sư âm thanh người Hà Lan là người phát minh ra băng cassette đầu thập niên 1960. Trước đó, người yêu nhạc phải nghe bằng các thiết bị cồng kềnh hơn như máy ghi âm, đĩa than. Sinh thời, Austin từng nói trên Guardian, "Chúng tôi là những cậu nhóc nghịch ngợm, chúng tôi không nghĩ rằng mình đã tạo ra điều gì đó vĩ đại." Không chỉ có băng cassette mà kỹ sư người Hà Lan Lou Austin đã hai lần tạo ra cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. Ở cương vị giám đốc phát triển sản phẩm của tập đoàn Philips lừng danh, ông Austin đã phát minh ra cuộn băng cassette, thu nhỏ chiếc băng từ to lớn cồng kềnh thành một món đồ lưu trữ bỏ gọn lòng bàn tay. Rồi cũng chính ông sau đó đã góp một phần công sức rất lớn vào việc phát triển ra đĩa CD quen thuộc. Lou Austin sinh ngày 21 tháng 6 năm 1926. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã tỏ ra thích thú với ngành kỹ thuật. Ngay ở tuổi thiếu niên, Austin đã tự tạo ra một chiếc radio để mình cùng cha mẹ nghe kênh sóng Radio Oranje để cập nhật tin tức giữa lúc Đức Quốc xã chiếm đóng Hà Lan. Thậm chí ông còn biết cách làm ra một cái anten mà ông tự đặt tên là Germanifilter và nó có thể qua mặt được những hệ thống chèn phá sóng của quân Đức khi ấy. Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, Austin lấy được bằng kỹ sư và ngay lập tức vào làm việc cho Philips ở nhà máy tại Hasset, Bỉ vào năm 1952. 8 năm sau, ông được đề bạt lên làm giám đốc của mảng phát triển sản phẩm vừa được Philips mở ra. Chỉ trong vòng một năm, Austin đã giới thiệu EL-3585, hệ thống thu âm nghe nhạc nhỏ gọn đầu tiên của Philips, sản phẩm sau này bán ra hơn 1 triệu chiếc. Ông Lou Austin có ý tưởng và tham gia phát triển băng cassette từ đầu những năm 1960. Khi đó, Austin mong muốn phát triển một thiết bị để mọi người có thể nghe nhạc với giá cả phải chăng, dễ tiếp cận mà các loại băng cuộn lớn vào thời điểm đó không làm được. Vì vậy, ông tạo ra một nguyên mẫu băng cassette bằng gỗ, có thể nhét vừa túi của mình để giúp định hướng dự án. Sau đó, ông cũng làm việc để thuyết phục hãng Philips cấp phép miễn phí phát minh của mình cho các nhà sản xuất khác. Chỉ mất 2 năm sau đó, Austin tạo ra bước ngoặt lớn nhất của sự nghiệp, cũng như thay đổi hoàn toàn ngành công nghiệp thu âm. Giống như mọi ý tưởng khác, nó khởi nguồn từ tham vọng giúp cuộc sống thoải mái và tiện lợi hơn. Những cuộn băng cối thời ấy quá cồng kềnh, phức tạp và nặng nề. Ông từng nói, đơn giản là cuộn băng cassette được phát minh đơn giản chỉ vì sự bất tiện của những công nghệ băng thu âm thời ấy. Ý tưởng của Austin đã tạo ra một cuộn băng bỏ vừa túi áo khoác. Đến năm 1963, bản mẫu đầu tiên của cuộn băng cassette được giới thiệu tại hội chợ điện tử ở Berlin cùng dòng slogan bé hơn cả một bao thuốc lá. Theo Wikipedia, tháng 8 năm 1963, hãng Philips cho ra mắt băng compact cassette và máy nghe cassette được giới thiệu lần đầu tại hội chợ triển lãm phát sóng Van Kausteling tại Berlin, Đức. Cũng với cách vận hành gần như băng cối, nhưng cả hai cuộn băng nhỏ hơn và nằm trong một vỏ bằng nhựa. Từ năm 1965, những băng nhạc cassette thông dụng bắt đầu được bán ra thị trường. Lúc đầu chỉ có thể phát bằng chất lượng âm thanh mono, âm thanh đơn kênh, đơn loa. Nhưng từ năm 1966, đã có băng cassette stereo đa kênh. Sau đó, những ảnh chụp sản phẩm băng cassette của Philips được chuyển đến Nhật Bản, nơi các hãng điện tử cố gắng sao chép công thức này. Cuối cùng, Austin và Philips ký thỏa thuận với Sony, qua đó biến cuộn băng cùng cơ chế thu âm phát thanh băng cassette do Philips tạo ra trở thành tiêu chuẩn. Đến năm 1972, Austin trở thành giám đốc Naplat của Philips, nơi ông tiếp tục góp công sức tạo ra một cuộc cách mạng khác, đĩa CD. Quá trình hợp tác giữa Philips và Sony tạo ra sản phẩm ra mắt vào năm 1980, chiếc đĩa mỏng dính đường kính 12 cm, đọc dữ liệu bằng mắt laser. Nó nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn mới đến tận ngày hôm nay. Cho đến năm 1988, riêng hãng Philips, nhà sản xuất thiết bị điện tử khổng lồ của Hà Lan, bán được khoảng 3 tỷ băng cassette. Những hãng sản xuất băng cassette nổi tiếng khác có thể kể đến như TDK, Maxell, Bass, Sony, JVC, Nakamichi. Những biến thể phát triển của băng cassette sau này như Digital Audio Tape, DAT, Digital Compact Cassette, DCC, phát triển trong những năm 1992 đến năm 1996. Tuy nhiên, với sự biến chuyển nhanh chóng của thị trường kỹ thuật số, những sản phẩm này không đủ sức cạnh tranh lâu dài với những sản phẩm khác và không phổ biến toàn cầu. Theo In Gadget, sau khi phát minh ra băng cassette, ông Austin tiếp tục giúp Philips và Sony trong việc phát triển đĩa compact. Lou Austin làm việc cho Philips từ năm 1952 và gắn bó với hãng này cho đến lúc về hưu. Hơn 100 tỷ cuộn băng cassette và hơn 200 tỷ chiếc đĩa CD đã được bán ra trên toàn thế giới. Nhưng nhắc lại quá khứ, ông Austin vẫn luôn canh cánh sự hối hận khi để Sony ra mắt chiếc máy nghe nhạc bỏ túi dùng băng cassette trước Philips. Hẳn anh em Mai cũng biết Walkman đã thành công như thế nào những năm 80 và 90. Trong bộ phim tài liệu cassette A Documentary Mixtape, năm 2016, Austin nói, "Tôi kỳ vọng cassette sẽ thành công nhưng không thể ngờ nó đã thành một cuộc cách mạng." Jack Taylor, đạo diễn bộ phim cho biết, cassette đã dạy chúng ta cách truyền tải suy nghĩ của mình bằng các ca khúc được biên soạn kỹ càng trong mixtape. Vì vậy, mỗi khi tạo ra một danh sách nhạc trên các ứng dụng trực tuyến, bạn nên cảm ơn phát minh của Austin. Không chỉ có vậy, chính bản thân ông cũng không tin vào sức hút mới đạt được thời gian gần đây của băng cassette hay thậm chí là đĩa nhựa vinyl.
Trả lời phỏng vấn NRC Handelblatt, ông cho rằng không có gì vượt qua được chất lượng âm thanh của CD, nó tuyệt đối không bị rung và không có âm nhiễu. Những gì CD đạt được thì băng từ không thể nào có được. Tôi đã làm ra rất nhiều cỗ máy nghe nhạc và tôi biết rằng tình trạng âm thanh bị bóp méo ở đĩa vinyl rất cao. Nhưng tôi nghĩ suy cho cùng, mọi người chỉ nghe những thứ mà họ muốn.